Xin chào các bác nhé. Hôm nay thì em lên cho các một bộ dàn mini. Đấy, bộ này thì em đang phối giữa con V7 kết hợp với con đây là một con loa đời cao của dòng Onkyo, nó chính là con L7TX. Đấy. Với cấu hình này thì các bác sẽ có một cái chất bát đánh nó sâu, chắc, khỏe và tép rất là sáng. Ngoài ra thì máy của dòng này thì các bác có thể kết nối được đa chức năng. Đấy. Các bác có thể là nghe cái gì ạ? Cắm điện thoại này. Đấy, cắm máy tính này. Rồi có cái gì nữa? Các bác có thể kết nối được với Smart TV này. Smart TV thông qua đường quang này. Đấy, rồi cắm thêm được cả đường súp riêng. Đấy. AV con này có tới 5 cổng các bác nhá, thì nó sẽ có 2 cổng ra, 3 cổng vào. Đấy, để phục vụ cho những bác nào thích cắm điện thoại nhiều cổng thì mình có thể cắm hoặc có thể lấy cổng ra để làm giải mã vô tư. Đấy, ngoài ra nó được trang bị thêm một cổng súp off vào. Cổng súp này để phục vụ cho những bác nào mà cần thêm tiếng trầm. Đấy, lưng cái giải trầm lên thì cắm súp vào đây. Bác nào muốn kết nối Smart TV thì cắm vào đây cho em. Nó có hai cổng thì nhớ cắm vào cổng màu đen. Đỏ này là để cổng out xuất ra. Bác nào nghe đài cắm vào đây cho em. FM ở đây. Đấy. À, dòng này thì công suất ở trên loa là 70W các bác nhé. Đấy. Đấy. Vâng, đấy thì đấy là em vừa nghe thảm một chút nhá. Có hai bác khách bay đây rằng chốt loa. Đấy, thì với dòng này thì có sẽ có một con bát này. Bát tiêu chuẩn của hãng này thì là bát 13 này. Đấy, bát tiêu chuẩn của hãng là bát 13. Đấy. Loa cao là 28 các bác nhá, 28 này. Rộng là 16.5 này. Đấy, và sâu là 24. Đấy. Thì đấy là về kích thước của loa. Đấy. Công suất thì báo rồi, hình thức thì có nhìn qua rồi. Đấy. Loa thì được trang bị đây là bát chảo các bác nhá, màng carbon, gân của nó dòng gân vải mà là gân xếp đấy. Thế nên là tiếng chất âm của nó rất là hay luôn, nghe nó phê lắm, bát đánh chắc lịch luôn. Tép sáng. V7 này thì các bác nghe cũng sướng. Đấy, thì sau đây em sẽ test một bản nhạc này các bác nghe thử luôn này. Kiểm tra mà hai khách gửi chuyển khoản đây. Anh hỏi đi cái gì nhưng mà sao không thấy tên mã là gì? Không thấy tên sản phẩm đây, thấy cái gì? MS17 đây. Gửi lên đó một cái, bấm đưa cho anh Ngọc. Anh Đức gọi là chính Đức không? Có rồi. Một tài khoản 800, một anh Hợi chuyển 200, còn anh Kiệt là chuyển 800. Có một khách đang lấy con LS7 mà. Khách nào nữa? Anh Đức đang xem đơn đấy, đang chốt được đơn khách. Móc đâu nữa, hai đôi bán cả hai rồi. L7 FX cơ, con L7 FX kìa. Nói chung đơn đấy anh Đức anh đang chốt kệ. Đấy. Sau đây mời các bác cùng em thưởng thức một đoạn chất âm nhá. Say giấc mộng ban đầu, yêu người thỏ mới đôi mươi, em đang độ trăng tròn. Từng ngày qua phố áo em trắng cả đường về, lá thư ước mộng hồng tròn, môi tình xanh như khúc hát, ai đã hẹn với thề để ở mỗi duyên thơ xa đi chẳng xa từ ngày em thấy áo hoa pháo đỏ diều nâu, có ai nát cả cõi lòng đừng của
cuộc mộng giờ giang khắc sâu bóng nàng lặng trong cung đàm em giờ ở đâu hẳn vui duyên mới 20 năm cuộc siêu còn đây uống qua tháng ngày cố quên đi người say hoài sau không vơi tình duyên ta tiếc uống thêm ly này ôm giấc mộng lỡ làng những chiều lắng tiếng mưa rơi đêm say chờ trắng tha từng thu thấy lá rơi đất mồ côi tinh lá bay chất nặng tuổi đời nhớ người ta rót ly này sướng ạ, tép nó sáng và bát nó lẩy lắm, nghe nó phê quá ạ. Bát nó đánh nó chắc, nó không giống như những cái dòng loa vi tính thông thường đâu, đánh nó cả phải phèn phẹt đâu, mà loa đánh tiếng nó chắc và nó tròn chữ lắm. Ca sĩ nghe nó hát nó tròn tiếng các bạn. Đấy. Dạ vâng, đấy thì mọi thông tin để đặt hàng thì cứ gọi cho em qua số 0966 594 581 hoặc số 0797 891 682 các bạn nhé. Giá của bộ này vâng là 2.250.000, vâng, 2.250.000. Bác nào chốt thì alo lại ngay cho em nhá. Vâng, xin chào các bác. Con này thì em bán công suất và phát nhạc qua máy tính điện thoại là chính nhá. Kết nối smart TV, còn CD này em thử hiện tại mắt nó hơi kém rồi nhá. CD MD mắt hơi kém rồi. Đấy thì con này em bán là không CD không MD. Vâng, xin chào các bác.